Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang thấy trên video là một con đường rất là nhiều cây xanh. Không khí ở đây rất trong lành và thoáng mát. Hôm bữa mình có việc đi qua đây thì đột nhiên trong đầu mình có một suy nghĩ là tại sao mình không tìm một điểm nào đó thật đẹp trên con đường này để vẽ lại một bức tranh. Nên là mình đã đi dọc để tìm. À, đường này là đường Hoàng Diệu nha các bạn. Một con đường khá là đặc biệt. Đi dọc con đường nhìn sang bên trái sẽ là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên phải chính là di tích lịch sử Hoàng thành Thăng Long với rất nhiều dấu ấn lịch sử của đất nước. Mình dừng xe lại tại một điểm khá là đẹp, với một hàng cây thẳng tắp. Phía bên kia bức tường chính là khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Theo như mình tìm hiểu thì đây là hoa ban đấy các bạn. Một loại hoa rất là đẹp, với màu hoa khi nở sẽ có màu trắng và màu tím nhạt. Vào khoảng tháng 3 khi hoa nở thì đây là một địa điểm thu hút rất là nhiều người tới chụp ảnh, từ các bạn trẻ đến các chị em trong tà áo dài thức tha. Mình quyết định chọn một góc nơi này để vẽ lại. Góc mình chọn chính là góc này. Ok, bây giờ bắt đầu vẽ nhé các bạn. Bước đầu tiên rất quen thuộc chính là bồi giấy để cho giấy nó không bị nhăn hay là cong vênh trong quá trình vẽ. Dán băng dính để cố định tờ giấy trên mặt bàn. Đồng thời khi bóc băng dính ra sẽ tạo cho bức tranh có một viền trắng rất là đẹp. Về màu thì hôm nay mình sẽ sử dụng màu nước thiên long cho các bạn. Các bạn sẽ cần màu xanh trời này, xanh non này, màu trắng, màu nâu, màu hồng, xanh lá cây, xanh nước biển, màu cam và màu đen. Mình dùng màu nhạt để phát qua, phân chia các mảng của bức tranh. Tiếp theo là vẽ một lớp màu lót. Phần màu trời mình sẽ cho màu hơi tím một chút. Lót màu xanh của tán cây, phía bên trên nhạt, còn phía bên trong nhận được ít ánh sáng hơn sẽ lót màu đậm. Bức tường màu nâu và phần sân bậc màu hơi ghi ghi. Tiếp tục với con đường thì nhân vật được đặt tên cho con đường là Hoàng Diệu. Sinh năm 1832, mất năm 1882, từng là Tống đốc Hà Ninh, tức Hà Nội và Ninh Bình. Ông là người đã quyết kháng cự quân Pháp đến cùng khi chúng đánh thành Hà Nội vào ngày 25 tháng 4 năm 1882. Hai vết đại bác trong trận, công thành đó vẫn còn lưu dấu trên mặt thành cửa Bắc đến bây giờ. Hoàng Diệu tuốt tiết vì biết không địch lại quân Pháp và quyết định không chịu nhục để chúng bắt sống. Nơi ông tuốt tiết là Võ Miếu, địa điểm rất gần với con đường được đặt tên ông bây giờ. Đường Hoàng Diệu không có nhiều nhà dân nhưng có những biệt thự rất đáng chú ý. Đầu tiên là ngôi nhà ở số 6 Hoàng Diệu, vốn là một trường tư thục của một giáo sư người Pháp dùng làm nơi dạy tiếng Pháp cho học sinh bản xứ. Ngôi nhà sau đó là nơi ở của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Không xa ngôi nhà của Tổng Bí thư Lê Duẩn từng sống là nơi ở của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số nhà 30, với một khoảng không gian rộng có rất nhiều cây xanh. Khi đại tướng từ trần, đã có hàng đoàn người xếp đứng hàng dài trên đường Hoàng Diệu chờ vào viếng đại tướng. Đây có lẽ là một trong những ngôi nhà trong nội thành Hà Nội có nhiều cây xanh nhất. Quay lại với bức tranh thì bây giờ mình sẽ vẽ phần cây ở phía xa, dùng màu xanh nhạt, chấm cho màu nó loang vào nhau màu màu ảo ấy. Vì ở xa cho nên là mình không cần vẽ chi tiết cho lắm. Giấy lúc này thì phải ướt nhé các bạn, thì màu nó mới loang được, còn giấy khô thì sẽ không được đâu. Vẽ cho nó thêm một vài cái thân cây. Sau đấy thì chấm thêm một cái lớp lá phủ bên trên nữa là được. Cái lớp lá bên trên này thì cũng nhạt nhạt thôi nha các bạn. Sau khi tường có một lớp lót rồi thì tiếp theo mình sẽ sử dụng cái cọ quạt này chấm một cái lớp màu sáng lên để cho nó tạo chất ấy, cho nó cổ kính rêu rêu phong. Thì theo mình được biết thì dọc đường Hoàng Diệu này có những cái đoạn mà tường ấy có rất nhiều các cái vết tích lịch sử ngày xưa, có các cái lỗ để cho pháo nó thò ra để bắn ấy. Đoạn này chắc là được sửa lại rồi cho nên là tường rất là lành. Đến cái phần bậc thang này, cái phần sân này thì mình dùng màu hơi ghi ghi một chút. Sau khi được một cái lớp lót rồi thì mình sẽ dùng máy sấy để sấy khô để tiếp tục lớp màu tiếp theo. Đẩy sáng dần lên để phân tách rõ các mảng,
giúp cho cái phần bậc này nó hiện lên rõ hơn. Tỉa các cái chi tiết tiếp giáp giữa mảng tối và mảng sáng. Tiếp theo là dùng màu để kẻ các cái đường gạch ở trên vỉa hè. Không cần tỉa quá kỹ đâu, mấy cả dùng cái màu nhạt nhạt thôi. Nhấn thêm một cái vài các cái điểm trắng. Các cái ô này là các cái ô đất để người ta trồng cây lên lên các cái ô đất này. Sát mép tường thì có các cái hàng cây, mình không biết đây là cây gì nhưng mà mình thấy hoa nó màu đỏ đỏ. Lại sấy khô một... Tiếp theo là dùng thân cây thì các bạn dùng màu đen với cả màu nâu nhé. Mình không nên cho thân cây nó đen xì hẳn thì nó không được đẹp, cứ dùng pha thêm đen vào. Hàng cây này các bạn cứ vẽ tự nhiên thôi, không cần nhất thiết phải giống mẫu đâu. Càng về xa thì nó càng nhạt đi một tí, càng nhỏ đấy. Bây giờ đến phần các cái cành này, thì theo như ở trong mẫu ấy, thì cành không biết làm sao để chép được, cho nên là mình sẽ vẽ bừa thôi. Các bạn cứ tỉa cho nó nhiều nhiều cành này, tại vì lát nữa thì mình cũng sẽ chấm lá và hoa lên che hết rồi mà. Bây giờ phần lá thì dùng màu xanh với cả màu vàng. À lát lúc nãy mình lấy màu ra quên không lấy màu vàng. Chấm một lượt ở dưới, ở trong thì nó đậm, còn càng ra ngoài thì các bạn cứ chấm hết một lượt lá đi nhé, xong rồi tỉa thêm cành vào, xong rồi lại sấy. Cuối cùng là cái bước chấm hoa. Ở trong mẫu ấy thì nó rõ từng bông hoa ra, nhưng mà mình vẽ thì mình sẽ chỉ chấm chấm qua để gợi thôi. Hoa này là hoa ban, nó sẽ có một chút màu hồng pha vào nữa, một tím cũng được, tím là màu hồng cũng được, thì mình cứ chấm gợi gợi ra thôi. Chấm cái to cái nhỏ đừng đều nhau quá nhé. Bây giờ thì thêm ở dưới đường một số cái cánh hoa nó rụng xuống bay không gió nữa. Tỉa thêm một vài các cái lá tươi hơn. Cuối cùng là mình sẽ vẩy lên một cái lớp màu trắng để cảm giác hoa nó dày hơn ấy. Như vậy là xong rồi, bức tranh hôm nay của mình thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu mà các bạn thích cái series kiểu này ấy, thì sắp thì mình sẽ tiếp tục đi quay các cái địa điểm khác xung quanh cái chỗ đường Hoàng Diệu này, thì còn nhiều địa điểm lắm, gần như là bút Hàng Đậu này, hay là đường Phan Đình Phùng, hay là cầu Long Biên. Nói chung là quanh cái khu này nhiều địa điểm rất là đẹp. Các bạn có ý kiến gì thì comment ở dưới để giúp mình cải thiện hơn nhé. Và bây giờ thì mình xin phép được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ nút đăng ký để ủng hộ mình nha.